Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên, Nguyên Thảo xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay, Nguyên Thảo sẽ dạy cho bốn bé cách chào mọi người. Mời quý vị cùng theo dõi. Eva đâu? Hello mommy ơi, một tay thôi con, ngồi xuống, một tay. Eva. Hello. Tay này thôi nghe chưa? Hello bằng tay này, đưa lên. Hello, một tay thôi, Eva. Hello. Đúng rồi. Giờ con cảm ơn lại coi, cảm ơn bằng hai tay. Ngồi im. Cảm ơn bằng hai tay. Đúng rồi, con giỏi. Chị Che giỏi đâu? Hello. Chị Che đâu? Hello bằng tay này, giơ lên. Giơ tay lên, đúng rồi, giơ cao lên. Tay đâu? Đúng rồi, giơ cao lên vậy đó. Rồi, đó là hello đó. Giờ con cảm ơn bằng hai tay coi. Hai tay con đâu? Đúng rồi, giỏi. Tay này nữa. Cảm ơn sao? Hai tay. Hai tay con đâu? Đúng rồi. Đó, cái này cảm ơn. Còn mà hello là chỉ một tay thôi, nghe chưa? Thằng Lucky đâu? Lucky ơi, ngồi xích ra đây. Rồi, ngồi xuống. Còn hello mommy coi, giơ tay lên. Hello. Tay này nè, giơ cao lên. Một tay thôi. Hello. Giờ con cảm ơn coi. Đúng rồi, con giỏi. Đến kêu đi, kêu đi mặc áo tuột rồi mommy kéo cho con nè. Rồi. Con kêu đi đâu? Hello mommy coi. Tay đâu? Một tay. Đúng rồi, đây kêu đi giỏi nè. Rồi con cảm ơn mommy bằng hai tay. Hai tay của con đâu? Giỏi, đứa nào cũng giỏi hết, nó hiểu hết. Nó biết một tay là hello, hai tay là cảm ơn. Hoặc là lạy Phật, các bé cũng biết là làm hai tay. Giỏi lắm. Lucky, hello mommy coi. Lucky, tay đâu? Đúng rồi, hello là vậy nha không con? Rồi làm lại cái coi. Hello, một tay thôi, đúng rồi. Con làm giỏi, giờ con cảm ơn mommy sao? Cảm ơn. Đó. Rồi bây giờ đến Eva. Con ngồi im đó. Eva đâu? Eva hello một tay, tay này thôi. Hello. Giơ lên. Giơ tay lên. Một tay thôi, đúng rồi. Cảm ơn mommy guys, cảm ơn bằng hai tay. Hai tay. Giỏi, giỏi vậy đó. Con ngồi im. Giờ đến Chiche, Chiche hello mommy guys con. Tay con đâu? Chiche. Hello. Giơ cao lên. Hello. Rồi, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống vậy, nghe không? Giờ chào lại coi, chào tất cả ông bà cô chú coi. Hello, chị Che giỏi đâu? Giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên nữa. Đúng rồi. Rồi giờ cảm ơn quá mì bằng hai tay coi. Hai tay con đâu? Hai tay. Tay này nữa. Giỏi hai tay. Giỏi hai tay. Rồi cảm ơn đó. Rồi giờ kêu đi đâu? Kêu đi hello. Đó, kêu đi giơ tay lên hello đó. Giơ cao lên. Hello. Một tay thôi. Giỏi. Giờ con cảm ơn mommy đi. Cảm ơn bằng hai tay. Hai tay, hai tay con đâu? Đúng rồi. Giỏi vậy đó. Đó, mình mới dạy các bé biết rồi quý vị, cũng thông minh lắm. Cảm ơn là hai tay, mà xin chào á, hello á là một tay. Chi chi nhỏ con nhất nè, trả bài cho mommy coi coi. Hello, giơ tay lên. Đó. Hiểu đó, giơ tay lên, cảm ơn sao, hai tay cảm ơn sao, hai tay đâu, hai tay của con á, cảm ơn vậy hả, con Eva biết không, con Eva hello mommy coi, một tay thôi, một tay tay này thôi, hello, đúng rồi, hello nha không, hai tay cảm ơn sao, Eva hai tay sao, cảm ơn, đó hiểu hết nè. Rồi ngày mai mới bị dạy cho học cái khác nữa ha. Hôm nay dạy học hello thôi ha. Rồi xin chê hello tất cả ông bà cô chú đi con. Xin chê. Hello. Giơ tay. Tay con đâu? Giơ này lên. Hello, hello tất cả ông bà cô chú ha. Giỏi nè, chị chê giỏi. Giơ lên, tay đâu? Giơ lên, đúng rồi, giỏi. Rồi cảm ơn coi. Cảm ơn hai tay. Giỏi ha, chị chơi giỏi, đúng rồi, hai tay cảm ơn giỏi. À, cảm ơn ông bà cô chú đón xem ha. Ngày mai Ừ. mommy dạy học cái khác. Ừ. Rồi mặc Eva dễ thương chưa.
Con kêu đi nó cười kìa. Kêu đi cười hả? À. Ừ. À. Anh em nó hay cười. Thằng Lucky kìa, mặt dễ thương lắm nè. Rồi bây giờ đi xuống hà mami cho chơi bóng ha. Hôm nay học đến đây thôi nha, ngày mai học tiếp ha. Và ngoại dịnh anh sẽ che hả? Ok. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón xem video của Bốn Bé Tuyệt Vời. Hẹn gặp lại quý vị những video kế tiếp. Bye bye. Bye bye. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy hả? Lăn lộn mà. After lesson, they so happy to play. Các bé rất là vui sau khi học xong. Lăn lộn cái này nè. Không có dụ vô người bá mi nè. Tụi bay chơi ngoài đây nè. Em xin thêm chơi chơi đó. Chơi chơi nè, lăn lộn trong đây nè, có lăn vô người bá mi. Nó kỳ rồi, nó lăn nè. Eva nè. Chơi gì không biết hết, chơi lăn lộn. Ở lăn nè, ở lăn nè. Lăn còn đạp nữa chứ, lăn còn đạp nữa chứ. Trời con gái. Nó nằm cái kiểu gì vậy không biết nữa. Đây, nó nằm kìa. Vui quá, năng lộn.